một ngày nắng ấm trời trong tại một lớp học nọ phía trên bục giảng là người giáo viên nhiệt huyết đang hăng say giảng dạy trong câu hỏi tiếp theo tác giả viết mặt trời lặn chảy trên mặt nước còn bên dưới một cậu nam sinh thần nhiên cầm điện thoại coi livestream thậm chí anh còn nở nụ cười nham hiểm he he chủ phòng xấu hổ rồi kìa cô giáo trên bục như nghe thấy lập tức bẻ gãy viên phấn trên tay khiến nó vỡ làm đôi rơi xuống đất mặt cô hầm hầm sắc khí cô tức muốn xì khói quay phát lại nhìn thanh niên đang dựng đứng quyển sách che hành vi dùng điện thoại của mình rồi hét lớn giang bắc em cũng to gan rồi đó tên nhóc kia lại không biết lớn nhỏ đáp lại ngay lão tử cần ngươi quản sao lời vừa mới dứt một cuốn sách dày cộp xe gió lao đi với vận tốc ánh sáng đáp ngay vào đầu giang bắc làm anh đánh rơi cuốn sách đầu cũng vì thế mà ngả ra sau theo đà giáo viên còn mắng to em định làm phản hở nên lập tức la lên á ah, à, chỉ là em thuận miệng nói theo thôi em không có cố ý đâu à lập tức một tên tóc đỏ chói thừa dịp ngả ngớn châm chọc thưa cô cái miệng của cậu ta như thế thì chúng ta có nên phạt cậu ấy chép phạt thơ cổ bảy tám không lần không nhỉ giang bắc đưa tay xoa xoa đầu mình trên trán anh đã sưng lên một cục đó chót to bằng quả bóng bàn Mên liếc nhìn gã đang bỡn cợt mình thầm nghĩ tên này đúng là kẻ thù không đội trời chung của mình mà cuối cùng thì cũng tìm được cơ hội để chọc ngoáy mình đây vẫn là men không chịu thua thậm chí chẳng thèm nhìn hắn mà nói móc lại ngay thầy giáo quản ta thiên kinh điện nghĩ con cái mắng cha trời chu đất diệt lập tức cả lớp vì câu nói này mà cười rộ lên từng tiếng cười ha 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 cứ vậy rộn ràng khắp cả phòng tên đầu đỏ chót kia vừa quê vừa cáu gã quát tháo mày mày nói ai là con rồi bỗng tên kia bật dậy khỏi ghế lao như tên bắn phi thẳng vào người giang bắc vừa phóng vừa gào lên lão tử sống chết với mày bên trong cơn bàng hoàng bị đẩy mạnh lui sau anh vừa văng xa vừa la lối đệt có thật không đó chứ lão tử không có sinh ra thằng con chỉ biết đánh lén như ngươi lực tay tên kia mạnh đến độ xô giang bắc va vào cửa kính phía sau khiến gương vỡ tan nát bắn tung tóe ra từng mảng cuối cùng rơi tự do từ trên lầu cao xuống trước khi tiếp đất anh còn kịp than thở thật không ngờ đời mình lại kết thúc như trò đùa thế này trong cơn tuyệt vọng anh nhìn vào khoảng không phía trước miệng lẩm bẩm nếu như được sống lại một lần nữa mình sẽ nói rằng làm lại một lần nữa bốn phía tối đen như mực chỉ nghe thấy tiếng khóc thê lương hu hu thiếu ra thiếu gia à cậu chết thật là thảm danh bắc có chút hoảng hốt không rõ tình hình xung quanh thế nào anh còn hỏi tại sao lại mở không ra thế này nhỉ tiếng khóc lóc hu hu thảm thương đó vẫn mãi chẳng dứt men từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu miệng còn lầm bầm mắng một câu điếc tai quá đề một đống nước tức khắc hất thẳng vào mặt ông lão khóc từ đầu đến giờ không chút nương tay anh ta vừa ngồi dậy được đã đưa tay lên che miệng ho lên mấy tiếng khụ khụ sau đó dở giọng trách mắng đừng có làm ồn nữa khụ khụ đây chính là giang bắc con thứ giang gia 20 tuổi với tu vi bằng không nên khiến ông lão kia ngẩn người hồi lâu ngay sau đó lão chấp tay mặt mày tươi giói nói lớn thiếu gia à cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ta còn tưởng cậu đã nói đến đây ông lão đã ngừng lại không nói tiếp nữa giang bắc ngơ ngác sờ tay lên ngực mình rồi hỏi lão thiếu gia cái gì cơ chứ đây là đâu vậy bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến giang bắc lấy tay ôm lấy đầu mình rên rỉ một tiếng anh nghĩ bụng, con mẹ nó mình đây là xuyên không rồi sao? Cũng may, lại rơi chúng nơi không cần lo cơm ăn áo mặc, hàng loạt ký ức của thân thể tràn vào trí óc của anh ta. Từ hình ảnh nguyên chủ ăn chơi sai đọa, hai tay ôm ấp hai em ăn mặc hở hang, đến cảnh phải để mâu trần bị người ta đánh. Đến đây, Giang Bắc thẩm mỹ, mặc dù là một thế gia tự luyện, nhưng mà lão gia cũng coi mình là một tên phế vật, không kỳ vọng gì nhiều vào mình. Thấy anh ông đầu câu có mặt mày, ông lão liền ân cần hỏi han. Thiếu gia à, cậu có chỗ nào thấy không thoải mái không đó hay là còn đang phiền não về chuyện kết hôn vậy sao giang bắc lập tức nắm lấy trọng điểm hỏi lại ông kết hôn á à? rồi anh tự mình lục lại từ đống ký ức vừa nãy Mên thầm than ngắn thở dài ký ức chu ô có đây của mình có chút mơ hồ hình như là gia đình đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho mình rồi thì phải chẳng lẽ như thế này là chuẩn bị bắt đầu màn thoái hôn à trong trí tưởng tượng của anh hiện lên một cô gái tóc hồng ăn mặc sexy không rõ mặt cô chỉ kiếm vào anh dứt khoát nói ta muốn hủy hôn ước với nhà ngươi giang bắc phất tay phủ nhận ta không sao đâu đỗ lão xin hãy yên tâm đỗ lão lại cắn chặt khăn nói với anh thiếu ra vì để trốn tránh gặp thượng quan tiểu thư lão nô thật sự rất lo lắng mê nghe thông tin giật gân này thì hỏi ngay cái gì cơ là ta muốn hủy hôn cơ à đỗ lão ngay lập tức trình ra một bức họa chân dung hỏi lại anh thiếu ra lẽ nào đầu lại bị uống nước rồi sao ngay sau khi cậu nhìn thấy bức vẽ của thượng quan tiểu thư xong trong tranh phát họa một người phụ nữ mang dáng vẻ có phần tròn trịa mập mạp, môi có chút dày, lông mày nối liền nhau, trên mép miệng còn có một ruồi to tướng. Bước chân dung lập tức khiến bên trợn tròn mắt há hốc mồm, mà la lớn: "Con yêu quái gì đây? Mau mang đi ngay đi!" Anh ta lôi ký ức của nguyên chủ ra lục lại một lần nữa. Trong ký ức của mình, vốn là mình quá sợ hãi trước vẻ ngoài của người phụ nữ này, đến mức đã cố gắng tự tử nhưng mà không thành. Nguyên chủ trong ký ức đã phản đối kịch liệt: "Ta không muốn kết hôn đâu, thậm chí còn chọn cách là một khóc, hai nháo ba tự sát." cách chủ cũ của thân thể này đấu tranh chính là chọn thất cổ mình nhưng không thành công và trong lần cuối cùng mình đã nhảy xuống giếng bỗng nhiên một loạt khung thông báo hiện lên trước mặt giang bắc khung đầu tiên hiện lên tinh khung thứ hai lại thông báo đang tính toán điểm tức giận thành công lấy được 10 điểm tức giận trên người của quản gia thanh thông báo của hệ thống lại lần nữa thay đổi nội dung hệ thống tức giận tên giang bắc đẳng cấp tu vi tư chất quả kém chưa nhập môn công pháp không chiến kỹ không điểm tức giận 10, Giang Bắc ngỡ ngàng đọc thông tin hiện lên, tự hỏi mình, đây là hệ thống sao? Lúc này hệ thống như biết anh đang không hiểu, nó liền đưa thêm thông tin về mình. Giá trị tức giận, giá trị của những cảm xúc tiêu cực do người khác tạo ra sau khi bị ảnh hưởng bởi hành vi của ký chủ. Giá trị tức giận đạt đến một ngưỡng nhất định, ký chủ có thể sử dụng nó để nâng cao đẳng cấp tu vi, công pháp hay là chiến kỹ. Giang Bắc đắn đo hồi lâu, cuối cùng thì mình cũng có được ngón tay vàng khi mà xuyên không rồi, chẳng qua là tại sao cơ chứ. Miên cau mày, nghiêm mặt nhìn sao lão đỗ hỏi lão ông có bất mãn gì với ta sao khiến cho ông lão hoảng lên vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa xua xua tay thiếu gia đừng nên nói thế làm sao ta dám phản nàn việc thiếu gia cứ cho hoãn việc ra sảnh gặp hai cha con nhà thượng quan cơ chứ hệ thống tiếp tục báo tin ngay đã thu thập thành công 10 điểm tức giận từ quản gia giang bắc nhìn lão ta ngày càng không vừa ý mặt đen như đít nồi tay còn đưa ngón giữa thân thường anh thầm nghĩ lại còn giả vờ sao đỗ lão tiếp tục diễn nét ngây ngô cười hi hi ta chỉ là một hạ nhân cho dù có bị trừ tiền công thì cũng không dám phàn nàn bất cứ điều gì cả. Giang Bắc cuối cùng vẫn là chọn buông tha cho lão. Anh cụp mắt, nói, bỏ đi, xem ra ngươi cũng tốt, ta cũng không muốn làm khó lão, giúp ta thay quần áo. Rời khỏi phòng mình, bên tay cầm quạt tung tăng chạy trên con đường ngập tràn cây cối. Anh vui vẻ nói, rồi để ta đi gặp hai cha con cô gái mà ngươi đã nói đi. Điểm tức giận đều nằm trong tay của thiếu gia ta rồi. Bên trong gian phòng nọ, có một người nửa thật nửa giả lên tiếng an ủi. Giang Huynh à, đừng thất vọng mà. Ta có dự cảm, a à, bắc của Huynh chỉ cần vài năm nữa thì tuyệt đối sẽ bước vào tụ khí cảnh mà. Lão Giang buồn giàu than thở. A à, bắc chính là như vậy đó. Sau này sẽ để nó nối dõi tông đường. Vậy, vị thượng quan tiểu thư cho hai chân mày nối một lại, có chút nôn nóng. Cô bất lịch sự cắt ngang lời trưởng bối. Ai a, à, đừng nói chuyện Giang Bắc nữa. Nam ca ca khi nào mới tới chứ? Cháu chỉ muốn Huynh ấy thôi. Lão Giang chỉ đành lắp bắp viện cớ. Giang, Nam vẫn đang tu luyện ở vô cực tông mà giang gia có hai người con trai trưởng tử giang gia là giang nam cao giáo đỉnh đạc khi phách người người và thứ tử đương nhiên là giang bắc lão giang đau hết cả đầu nghĩ ngợi giang nam con trai ta tư chất yêu dị nhưng lại có trí ở ngàn dặm chưa bao giờ nhìn xuống phàm trần cả giang bắc thì tư chất tầm thường mỗi ngày chỉ biết ra ngoài gây chuyện mà thôi phải mau tìm người thành gia trói buộc nó lại thượng quan gia chính là lựa chọn đầu tiên lão giang tay bưng chén trà sau khi quyết định xong xuôi liền nói ngay người mà gia đình ta giới thiệu với các ngài là con trai thứ Giang, chưa để lão kịp nói hết câu, ngoài cuộc đã nghe thấy tiếng Giang Bắc, đúng là vua A nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thế gian thật lắm người tài, hôm nay xuất thế, chính là ở Giang gia ta. Men vừa xuất hiện, một bộ cánh sặc sỡ, Diêm Dúa đã áp đảo mọi ánh nhìn. Anh gắn lên người thật nhiều lông công, trên miệng còn ngậm một đóa hoa hồng đỏ rực, còn bận pâu dáng như người mẫu trên sàn cách quắc. Giang Bắc mở miệng giới thiệu, Kiều Nhị Lang, Giang Bắc chính là đây cha con nhà thượng quan thì mặt mày xám xịt trợn tròn mắt riêng lão giang còn lố hơn ông trực tiếp phun ngụm trà trong miệng ra tức khắc lão giang lao đến chỗ giang bắc như con thiêu thân vài ba động tác giật phăng mấy cái lông công xuống ông gào lên con đào đâu ra mấy cái lông chim này như thế Minh cũng đạt được mục đích ban đầu hệ thống đã thông báo thành công thu thập được 30 điểm phẫn nộ từ giang vạn quán giang bắc vào vịt ôm tim viện cớ giải thích chẳng phải đây là chuyện kết hôn mà cha không biết chuyện con công được xòe đuôi hay sao á phải như thế này mới thể hiện được điểm ưu tú của bản thân chứ. Giang Vạn Quán gượng gạo đẩy Giang Bắc lên giới thiệu anh với hai cha con nhà thượng quan. Đây, đây là khuyển tử nhà ta, Giang Bắc. Sau đó vỗ vỗ lưng anh. Ra hiệu, ông còn nhắc khéo. Mau lên mau gọi. Giang Bắc lúc này rất ngoan. Lập tức cúi gặp người chào ngay. Xin chào thượng, quan bá phụ, thượng quan tiểu thư. Thượng quan tiểu thư không thèm nhìn mên. Cô chống má đỡ cầm có chút cáu kỉnh nói thẳng. Xin chào, gặp người ta rất vui nhưng mà nếu gặp được lệnh huynh thì ta còn vui hơn đó còn cha cô ngồi một bên chỉ khoanh tay nhìn qua loa rồi nói móc quả nhiên là tướng mạo đỉnh đạc à sau đó lão thượng quan khoanh tay mặt mày nghiêm túc trực tiếp thẳng thắn với giang vạn quán giang huynh à nếu mà mọi người đều ở đây thì có mấy lời này ta muốn nói cho rõ ta không thể gả con gái cho huynh được nếu là giang nam thì chúng ta hãy nói chuyện giang bắc vui như mở hội anh nhếch mép cười thầm nghĩ à hóa ra người đến cũng không lương thiện gì cả vậy thì đừng có trách ta. Nghĩ là làm, Mên trực tiếp chỉa quạt vào hai cha con nhà thượng quan, nói lớn, ngài đúng là có mắt không chồng, cổ đầy nọng, tiểu điệt bấm quẩy cho ngài. Nhỉ. không quá 35 năm nữa đâu, chẳng ai trong phòng ngờ được hành động của anh, ai nấy cũng đều ngơ ngác. Lão thượng quan hồi lâu mới gào lên, ngươi, ngươi nói cái gì cơ. Lập tức hệ thống báo tin, thu thập thành công 10 điểm phẫn nộ của Giang Vạn Quán, thu thập thành công 50 điểm phẫn nộ từ thượng quan An Bình, thu thập thành công 20 điểm phẫn nộ từ thượng quan Minh Châu. Thượng quan tiểu thư nắm chặt tay gào lên bảo vệ cha mình, "Ai cho ngươi cái gan chó như thế hả?" Giang Bắc đen mặt, nhìn sang cô, cười khinh hỏi, "Chó sao? Vậy thì để ta cho cô xem xem." Nhìn Mên đáng sợ như vậy, thượng quan Minh Châu sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Mên chỉ tay vào cô ta, bắt đầu mắng, nhìn gần thì giống như cái móng lợn, nhìn xa thì giống như cái chổi, trên đầu thì gắn mấy hạt thủy tinh, mất cái lông gà. Lời nào được thốt ra cũng như tiễn, đâm thẳng vào tim cô à, khiến toàn thân thượng quan tiểu thư run lên cầm cập vì tức giận nhưng không phản bác được gì chỉ lấp ba lắp bắp gọi. người người anh còn đột nhiên rút ra một chiếc mũ màu xanh đọt chuối thật là khéo ta cũng có một chiếc mũ màu xanh lá cây ở đây nếu mà thời tiết trở lạnh hãy mang nó theo nhé ngoài ra còn có thể quấn làm chăn bên ngoài cho cho đó thượng quan minh châu trực tiếp thổ huyết muốn ngất đi còn thượng quan an bình và giang vạn quán cũng nghe đến ngây người thượng quan minh châu không cãi lại đành nằm phịch xuống nền nhà khua tay múa chân ăn vạ hu a cha hắn mắng con kìa Giang Vạn Quán cũng bị chọc điên. Một hai đòi lao đến chỗ Giang Bắc nhưng bị lão Đỗ ôm chặt lấy em ngăn lại. Ông chỉ đành gào lên móng "Nghịch tử, thằng nghịch tử kia, mày muốn làm phản à? Mên làm ngơ." Quay người bỏ đi, một tay chống nạnh, một tay ngoái tai, ung dung tự tại, tự mình lẩm bẩm, "Perfect, rút thôi." Tại phòng chứa củi Giang gia, lão Giang tức tối đạp cho Giang Bắc ngã bịch xuống đất, mặt anh cả mặt sàn văng xa thêm vài mét. Giang Vạn Quán hét toáng lên, "Mắng xa xả, thằng nghịch tử!" khó lắm mới tìm cho ngươi được mối hôn sự vậy mà lại bị ngươi thổi bay đi rồi mau cút vào đây hối lỗi cho khuất mắt ta mê lập tức đứng dậy với cái đầu u tròn một cục như quả trứng gà trên đầu anh núp sau tên người hầu tròn quay không can tâm liền gắng sức đáp trả hối lỗi thì hối lỗi cơ mà người lại ném tên mập này cho con làm gì cơ chứ tên mập chính là người hầu luyện tập bàng hổ với ngoại hình có phần tròn chỉnh và gương mặt khờ khờ giang bắc còn hùng hổ nói thêm muốn con ở lại qua đêm thì phải tìm mấy em có thân hình lồi lõm một tí chứ lão giang ra đang quay lưng lại nghe thấy thế lập tức tối sầm mặt ngay sau đó là ba cuốn sách được ném tới y hệt mấy quả tạ bay ngay vào đầu của giang bắc đi kèm theo đó là lời quát của lão giang em cái đầu nhà ngươi giang bắc ngồi dậy cầm ba quyển sách trên tay không để ý đến cục u to đùng trên đầu cùng với vệt máu mũi thầm nghĩ đây là công pháp với chiến kỹ à lão giang quay lưng bước đi không thèm nhìn lại trước khi rời khỏi phòng còn dặn dò ba cuốn này liệu mà đọc rồi học cho tốt đi giang lão ra với gương mặt âm trầm đáng sợ cất tiếng còn nữa toàn bộ tiền bạc trên người ngươi ta thu hết khỏi có ngày mơ tưởng đến quán rượu hải hoa mê nghe như sét đánh ngang tay như không thể tin vào tay mình trợn trắng mắt há hốc miệng gào lên như heo chọc tiết ái ia mê không thể chấp nhận được sự thật ngẩng đầu lên trời đập lên hồi vào cửa ăn vạ miệng còn hét lớn trong sự hoảng sợ của bàng hổ bên cạnh cha à? sao người lại ác độc như vậy chứ con sẽ lập tức luyện thành công pháp cha mau đưa tiền lại cho con đi mà giọng mắng mỏ của giang lão ra từ ngoài vọng vào cái thứ vứt đi đúng là thứ người đi nói mớ mà nếu không học được một chiêu nửa thức thì đừng có mà mơ đi ra không thể thuyết phục được giang vạn quán miên đành chấp nhận một tay chống hông một tay đỡ mặt thầm nghĩ ải bỏ đi bỏ đi xem ra vẫn phải dùng thực lực mới nói chuyện được người hầu luyện tập bàng hổ phía sau không thể che giấu được sự phấn khích trên mặt nói thiếu ra à? cuối cùng thì cậu cũng bắt đầu luyện tập rồi sao cùng lúc đó khung thông báo của hệ thống hiện lên với nội dung hệ thống tức giận tên giang bắc đẳng cấp tu luyện không đằng sau còn có chú thích có thể thăng cấp công pháp không với điều kiện là muốn kích hoạt phải đạt tụ khí cảnh. Chiến kỹ không, điều kiện là muốn kích hoạt phải đạt tụ khí cảnh. Điểm tức giận 308, đẳng cấp tu luyện có thể thăng cấp, có muốn tăng cấp không và có hai sự lựa chọn có hoặc không. Giang Bắc sau khi đọc mỉm cười thầm nghĩ tu luyện sao, đời này không thể nào mà thành thực mà tu luyện được rồi, rồi mê nhấn vào nút có vào màn hình của hệ thống. Ngay sau đó một luồng ánh sáng vàng chiếu quanh người của Mên khiến cho bàng hổ đứng phía sau cũng phải chu mỏ bàng hoàng. Giang Bắc vừa nhìn những luồng ánh sáng quanh mình vừa cảm thấy thật là nóng nghĩ đây chính là cảm giác tu tiên sao? Anh cảm thấy cơ thể mình được đả thông toàn bộ vậy. Màn hình hệ thống tức giận lại tiếp tục hiện lên với nội dung tên Giang Bắc, đẳng cấp tu luyện tụ khí cảnh nhất giai, công pháp công pháp thôn thiên không tầng. Đằng sau còn báo: Thiếu điểm, chiến kỹ hồn trưởng không tầng, phía sau còn ghi rõ: Không đủ điểm, u bộ không tầng, vẫn là không đủ điểm, không thể kích hoạt. Điểm tức giận 308, đẳng cấp tu luyện có thể thăng cấp, có muốn tăng cấp không? Giang Bắc thẩm mỹ, cơ mà chỉ còn thừa chút điểm thôi, hình như là không đủ để học kỹ năng khác thì phải. Bỗng Giang Bắc nghe được lời của Bàng Hổ sau lưng mình thiếu ra người không sao chứ, trong đầu mên dường như lóe lên một sáng kiến hay. Giang Bắc quay lui nhìn Bàng Hổ với ánh mắt lấp lánh ánh sao, "Ê, ngươi đi theo ta đã lâu rồi phải không?" Bàng Hổ chu mỏ bàng hoàng trước ánh nhìn của vị thiếu gia nhà mình. Bàng Hổ phía bên này mặt toát mồ hôi hột đầu vừa hiện lên hình ảnh của mấy cô em xinh đẹp vừa nghĩ vừa nãy, thiếu gia hình như có nói là muốn mấy cô em nồi lõm thì phải bây giờ toàn thân cậu ấy nóng phừng phừng chẳng lẽ là không nhịn nổi nữa hay sao mên nở một nụ cười không thể tươi hơn nữa vừa thầm nghĩ với tư cách là một dân chơi mình nên có một vài kẻ thù để có thể tùy tiện gặt đám tỏi tây để tăng điểm tức giận của mình nữa chứ vừa nói với bàng hổ ta hỏi ngươi có muốn chưa kịp để giang bắc bên này nói xong bàng hổ đã nói thiếu gia à trên người chúng ta không còn đủ ngân lượng để kiếm mấy em sinh tươi đâu giang bắc nghe thấy thì nghịch mặt ra trợn tròn mắt há hốc mồm gương mặt anh lúc này như hiện lên hàng ngàn nghi vấn bỏ qua ánh mắt trợn tròn bất ngờ của thiếu gia nhà mình bàng hổ vừa kéo một bên áo tưởng tượng mặt mình như mấy cô em xinh đẹp mi cong môi đỏ nói tiếp với giang bắc nếu như mà thiếu gia không chê thì ta có để mang bông hoa cúc hiến dâng không thể nhìn thêm được nữa Mê không ngần ngại tung một cước ngay gương mặt phúng phính của bàng hổ vừa tức giận hết ta bíp 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 người bíp 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 đờ á ai mà muốn cái thứ vớ vẩn đó thứ ta đang tìm kiếm là kẻ thù là kẻ thù đó bàng hổ không kịp phản kháng chỉ kịp nghi hoặc ơ lên một tiếng Bàng Hổ vừa nửa ngồi nửa quỳ trên sàn vừa nhìn Giang Bắc bẻ khớp tay chu mỏ lo sợ vội vàng nói thiếu gia tha mạng do nô tài cứ nghĩ. Ngừng một tí rồi Bàng Hổ nói tiếp. Người mà thiếu gia kết oán thì không ít đâu. Thấy Giang Bắc im lặng trầm tư không lên tiếng Bàng Hổ nói tiếp. Nhưng mà kẻ thù lớn nhất của cậu chính là Trần Cúc thiếu gia đó. Không kịp để Bàng Hổ nói gì thêm Giang Bắc đã kéo hắn phóng như bay ra khỏi gian phòng vừa nở nụ cười đắc ý nói. Được kẻ may mắn đêm nay chính là hắn. Không quan tâm Bàng Hổ như hồn bay phách lạc vẫn tận trách ngăn cản phía sau. Thiếu gia à? lão gia đã nói là không được đi mà. đêm tới tại tử lâu vân đô bên trong tử lâu là một khung cảnh vô cùng xa hoa lộng lẫy và nhộn nhịp vang lên giọng nói của nha hoàn yên lam tiểu thư tới liễn vân thành du ngoạn đêm nay chúng ta ở tử lâu đặc biệt đón chào tiểu thư theo hướng cánh tay của nha hoàn bên trong một tấm rèm tre là một bóng dáng yêu kiều thưa thà nếu nha hoàn nói thêm nghe nói rằng liễu vân thành địa nhân kiệt tiểu thư nhà ta hy vọng có thể mượn cơ chi ca để làm bạn vị tiểu thư với dung nhan vô cùng xinh đẹp kiều diễm phía trong tấm rèm nâng tách trà nha hoàn kia cũng thông báo ngay chủ đề ngày hôm nay chính là hoa nha hoàn vội nói tiếp xin mời mọi người hãy làm thơ ca thi phí lấy hoa làm chủ đạo ai làm hay nhất thì sẽ có cơ hội gặp tiểu thư nhà ta nói chuyện nha hoàn vừa dứt lời bên dưới liền ồn ào trên lấn xô đẩy ta à, yên lam chọn ta đi mà đám đông không khỏi tranh giành nhau người khác cũng hô lên ta đến trước cơ mà giang bắc vừa nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt vừa thầm nghĩ cho con buôn này nhìn quen quen à có khi yên lam này chắc là chủ của tử lâu này nghị lực của cô ta lớn đến vậy sao bàng hổ thì đứng một bên để tay lên chán ánh mắt tìm kiếm rồi nói đã phát hiện trần cúc thiếu gia rồi bàng hổ vừa chỉ về hướng của một thiếu gia tay cầm quạt khoác trên mình bộ y phục xanh hồng không thể nữ tính hơn đang nói tiểu thư yên lam à ta chính là đại thiếu gia của trần gia bành hổ vừa hô lên hắn đang ở kia kìa giang bắc nhìn gã chỉ thầm à một tiếng trong lòng vị trần thiếu gia kia lại xòe cây quạt trên tay tiếp tục khoe mẽ xét về tài chính và học vấn ta là người có tư cách nhất để làm người đầu tiên làm thơ đó Giang Bắc bên này vừa nhìn vào người đang nói kia với vẻ mặt sững sờ vừa nghĩ hắn ta trông giống hệt như kẻ thù của mình ở kiếp trước vậy. Giang Bắc nắm chặt tay thành nắm đấm, toàn thân đằng đằng sát khí, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm ý. Được lắm, kiếp trước thì ngươi hại chết ta, kiếp này ngươi vẫn là kẻ thù của ta, vậy thì ta phải tính sổ luôn của cả hai thế giới mới được. Phía bên này Nha Hoàn mở lời nói, xem ra Trần thiếu gia đã tích cực như vậy, xin hỏi ngài yêu nhất là hoa gì? Trần thiếu trước ánh nhìn của mọi người vừa đánh giọng cụ cụ ta, vừa nghĩ mình phải ở lúc này lấy được con tim của Yên Lam từ thư mới được. Sau đó Trần Cúc gương mặt hết sức thanh cao vừa đưa tay múa chân nói, ta chỉ yêu Hoa Mẫu đơn mà thôi. Mẫu đơn chính là ta, cao quý hoa lệ à? Bỗng giọng nói của Giang Bắc vọng lại như đâm xuyên qua đầu Trần Cúc. Xì đường đường là công tử Hoa Cúc vậy mà hôm nay lại không yêu Hoa Cúc, đòi yêu Hoa Mẫu đơn á? À? Trần Cúc vừa nhìn về phía Giang Bắc một thân hiên ngang đi vào theo sau là bàng hổ hét lên đầy tức giận Giang Bắc. Trần Cúc bên này tức muốn xì khói gào mồm lên. Ngươi gọi ai là Hoa Cúc hả? bên này giang bắc với gương mặt vô cùng đắc thắng còn đưa tay lên mặt làm hình chữ năm đầy cuôn ngầu khi thấy màn hình hệ thống thông báo thu nhập thành công 20 điểm phẫn nộ từ trần cúc anh đáp trả cái tên đặc biệt như thế này thì chỉ có xứng với đại thiếu gia trần gia mà thôi để ta đoán xem xem giang bắc tiếp tục nói mặc cho trần cúc bên này tức giận đến run người đầu như xòa thêm mấy cánh hoa rất giống với bông hoa cúc ngay trần thúc đặt tên cho người chắc chắn ông ấy đã nghĩ đến vẻ ngoài độc đáo của người mới nhớ đến từ cúc chứ nhỉ lời nói của giang bắc khiến mọi người xung quanh được trận cười vang ha ha hóa ra là như vậy à hô 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 trần cúc liền tức giận quay qua nói với mấy người xung quanh các người đừng có mà nghe hắn nói nhang nói cuội giang bắc bên này cười hé hé châm chọc nói tiếp hôm nay đột nhiên lại thay đổi sở thích chẳng lẽ hoa cúc vốn chật hẹp nay lại tuét ra rồi trở thành hoa mẫu đơn sao câu nói này thật sự thành công khiến trần cúc xám xịt mặt mày mắt trừng to như muốn nứt ra gã tức giận mắng thằng nhóc nhà người. màn hình hệ thống lại tiếp tục hiện lên thu thập thành công 50 điểm phẫn nộ từ trần cúc Trần Cúc không kiềm chế được cơn giận vừa hét lên vừa vồ về phía Giang Bắc. Sao ngươi dám công khai sỉ nhục ta mắc bệnh chỉ hả? Nhưng chưa vồ tới thì nghe thấy tiếng hò. Khụ, như một lời nhắc nhở từ Yên Lam tiểu thư, Trần Cúc chợt dừng lại, gã nghĩ thầm, đúng rồi tiểu thư Yên Lam đang ở đây, mình không thể quá đáng được. Gã bèn quay người đi nói với Giang Bắc, không thèm tranh luận với nhà ngươi nữa. Giang Bắc bên này gương mặt vui vẻ nghĩ, cái này không phải là do ngươi sao điểm tức giận của ngươi tốt như thế, ta vui mừng còn trả hết nữa chứ nhìn thấy trần cúc đang cười tươi bắt đầu ngâm thơ mẫu đơn khai qua thế gian kỳ lạ giang bắc phía sau nghe thấy liền nối tiếp ngươi mới kỳ lạ nhận ta là cha hệ thống lại thông báo thu thập thành công 50 điểm phẫn nộ từ trần cúc giang bắc càng thừa thắng sông lên tiếp tục châm chọc không còn màu sắc kiểu diễm đường hoa hoa cúc phun ra như lời trần cúc trần tức giận mặt đen như đít nồi nghiến răng nghiến lợi hệ thống lại tiếp tục thông báo thu thập thành công 80 điểm phẫn nộ từ trần cúc giang bắc được đà nói tiếp không gì sánh bằng hương bay rộng khắp mùi của trần cúc từ đó mà ra khói đỏ như mây duyên dáng kiều diễm cắt chỗ lồi ra nghe lời bác sĩ những câu thơ của giang bắc khiến mọi người được phen cười như ngả hi hi ha 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 có anh trai còn phun cả nước cùng lúc hệ thống cũng thông báo thu thập thành công 80 điểm phẫn nộ từ trần cúc trần cúc phẫn nộ quay phát người lại hét lên ngươi chơi đủ chưa con mẹ ngươi ta nhịn không được nữa mình cũng cầm quạt trên tay lấy đà toàn lao đến giang bắc từ phía sau vừa đọc tiếp trên cao phán xét nhi tử gọi ba vừa lấy cây quạt đâm vào ở giữa mông của trần cúc khiến hắn kêu lên cái oé mắt cũng trợn trắng bông cúc với nhị là mặt gã cũng hiện lên hệ thống vừa hay hiện lên thông báo thu thập thành công 100 điểm phẫn nộ từ trần cúc mặc kệ trần cúc đang ôm mông vì đau la làng Aia mông đít của ta a à, abcd giang bắc vừa nhìn màn hình hệ thống gương mặt lộ rõ sự vui vẻ thẩm mỹ được mớ điểm tức giận này cũng phê phết nhỉ từng nay chắc là đủ thăng cấp cái kia rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của giang bắc một giọng nói êm dịu cất lên cuộc trò chuyện của vị công tử này khá là hài hước và thú vị đó. Giang Bắc nhìn sang hướng phát ra giọng nói nhìn thấy vị tiểu thư hết sức kiều diễm xinh đẹp đang mở lời. Không biết Yên Lam có may mắn có thể thỉnh công tử ngâm thơ, nhất lãm phong hoa được không? Vị tiểu thư ấy chính là Hầu Yên Lam 19 tuổi thân phận bí ẩn. Hầu Yên Lam xuất hiện với dung mạo yêu kiều, thướt tha, như thể cỏ hoa cũng chỉ là nền cho nàng. Giang Bắc nhìn cô không chớp mắt, sau đó mỉm cười, nhắc lại, ngâm thơ sao? Nụ cười của anh càng lúc càng thâm sâu cứ nghĩ là anh ta sẽ đồng ý nhưng không mặt mên lạnh như tờ đưa tay ngoái lỗ tai thẳng thừng từ chối không đâu hầu yên lam ngơ cả người cô đen mặt lớn giọng hỏi lại cái gì cơ trần cúc cũng góp vui hắn chỉ quạt vào mặt giang bắc mắng mỏ chết tiệt ngươi không biết phải làm như thế nào à hắn ta la càng lúc càng lớn như thể muốn cho tất cả mọi người có mặt ở đấy biết vừa nãy còn khua môi múa mép đúng lúc quan trọng này lại tịt ngòi à ha 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 đám đông gió chiều nào liền theo chiều đó hùa theo dở giọng cười cợt tên giang bắc này văn võ đều không biết thật là làm mất mặt người liễu vân thành chúng ta đó thậm chí có người còn mắng thẳng đúng thế chẳng trách là phế vật giang gia trần cúc vẫn một lòng chọc chó muốn tiếp tục nói thì bỗng người bị quay đến nửa vòng bên lại mở miệng nam nhân không thể nói không được sau đó dùng tên kia làm bàn đạp một bước phóng thẳng lên trên đáp ngay tại nơi hầu yên lam đang đứng vừa cười vừa nhận lời làm thơ hoa chứ gì để ta nghĩ xem khi anh vừa đáp xuống nền lầu 2, trong ánh mắt kinh ngạc của cô nàng. Thì Giang Bắc đã nói, à, có rồi. Anh nhìn trực diện vào đôi mắt màu xanh trong veo như ngọc lục bảo của Yên Lam, bắt đầu ngâm thơ, xong, ta chỉ riêng yêu hoa sen, bởi sen mọc từ bùn lầy mà không nhiễm bẩn. Khi đi ngang qua cô nàng đang ôm ngực, mang đầy thổn thức nhìn theo dáng anh, bên với phong thái tự tin, nhẹ nhàng đọc ra câu thơ tiếp, tắm lội trên nước trong mà chẳng nũng điệu, lẳng lơ, hầu Yên Lam thẩm mỹ, là hoa sen nhưng không để ý đến thái độ của nàng ta giang bắc lại tự mình đối câu thơ tiếp theo trong rỗng ngoài thẳng không dây không cảnh cô nhìn theo bóng lưng anh có chút kinh ngạc bấm hụng nghĩ hắn vậy mà đối với hoa sen thập phần tâm đắc thật sự là người yêu hoa mà giọng nói giang bắc cứ chậm chậm vang lên hương ở xa càng thanh khiết một mục uy nghi thanh sạch anh càng nói mặt hầu yên lam càng đỏ rực hơn cô cắn chặt môi thầm cảm khái vậy mà có thể miêu tả thật truyền thần như vậy trong trí tưởng tượng của nàng như có hàng trăm bàn tay đang chạm vào cô, trơn mớn cô, khiến mặt Hầu Yên lam đỏ như quả cà chua. Khẽ rên lên, "Hự, Mên vẫn cứ hăn say đối thơ, ngắm hoa cũng như ánh mắt của tình nhân vậy." Anh đi đến ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, nhìn vào cô nàng rồi nói tiếp, "Có thể ở xa mà nhìn ngắm." Hầu Yên lam bên này thở ra hồng hộc, toàn thân toát mồ hôi. Giang Bắc chốt hạ câu cuối, chỉ quạt vào cô, nói lớn, chứ chẳng thể cợt nhả đùa bỡn. Ngay lập tức, Hầu Yên như đỏ mặt tía tai, nắm chặt tay la lên à. nha hoàn đứng gần đó vội vội vàng vàng chạy đến muốn đỡ cô đang ngã hụy trên mặt sàn tiểu nha đầu kia lo sốt phó hổ han tiểu thư người làm sao thế hầu yên lam mặt mày đỏ như tôm luộc vẫn không ngừng riêng gì ha học hư a cô cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần ngẩn lên nhìn anh sau đó sai bảo nha hoàn tuyệt bài thơ thật là tuyệt hoàn nhi à đem những lời vừa xong ghi lại đi hầu yên lam tiếp tục tự mình bổ não có thể ngắm nhìn từ xa hắn muốn biểu đạt sự tôn kính với mình sao tài năng quả là đặc biệt mình muốn làm quen với hắn hầu yên lam đứng dậy nhanh chóng lấy lại phong thái cô chấp tay hơi cúi người nói lời thơ cũ công tử thật là đẹp đẽ khiến cho yên lam thật sự cảm động chi bằng chứng ta cùng uống trà nói chuyện tiếp tục chưa để cô nàng nói xong bên đã xua xua tay thẳng thắn từ chối uống trà ngâm thơ thì miễn đi giang bắc cười rộ lên búng tay đưa ra lời đề nghị dùng số tiền rượu này mở phòng cho ta để ở lại một đêm thấy thế nào? Hầu Yên Lam nghe thì ngơ ra, mặt đỏ lên phừng phừng, hiển nhiên là hiểu sai ý mên. Tiểu Nha hoàn đứng đằng sau còn phản ứng mạnh hơn, mặt đỏ chót chỉ tay vào Giang Bắc hô lên móng, "Mở, phòng sao? Đồ dâm tặc." Đám đông bên dưới cũng ồn ào, họ thi nhau mắng, "Thằng nhóc, đừng đừng có mà quá đáng. Yên Lam tiểu thư sao có thể bị con cóc gãy như ngươi làm cho ô uế chứ? Hết người này lại đến người khác mắng. Con mẹ nó, ngươi dám động vào thần tiên tỷ tỷ của ta, ta sẽ chém chết ngươi đó." Đến thiếu gia Trần Cúc cũng tức đỏ mắt gào, thật là ghen tị, à không, đệt, đồ không biết xấu hổ. Đồng thời hệ thống cũng thông báo hàng loạt tin, thu thập thành công 90 điểm phẫn nộ từ Trần Cúc, thu thập thành công 50 điểm phẫn nộ từ Lục Nhân Y, thu thập thành công 100 điểm phẫn nộ từ Giả Cảnh Tài. Giang Bắc nhìn thấy thì cũng có chút bất ngờ, rồi cười thầm, he he, mặc dù không biết bọn chúng tức giận vì điều gì, nhưng đột nhiên có rất nhiều điểm tức giận, thì thật là tuyệt vời quá đi à. Hầu Yên Lam gần như suy sụp, cô cúi đầu, ôm chặt lấy tay mình mặt may cũng tái đi nàng vẫn đang đấu tranh tâm lý hóa ra hắn ta lại là người như thế này mình tưởng hắn ta là người có tài biết lễ nghĩa thật là khiến mình thất vọng quá đi tuy nhiên thơ của hắn quả thực là thơ đứng đầu trong cuộc thi làm sao mình có thể từ chối hắn ta được cơ chứ tiểu nha hoàn đằng sau đã lo sốt vó đổ mồ hôi lạnh cuối cùng cô vẫn là ngẩng đầu lên ngập ngừng nói cái đó giang bắc lập tức cắt ngang lời nàng xem ra cô cũng đồng ý với ý kiến của ta nhỉ anh nghĩ bụng điểm tức giận thu được cũng kha khá rồi Vừa nói xong, Mên đã quay người bỏ đi, anh sải bước lên cầu thang, trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn. "Vậy thì ta về phòng nghỉ ngơi trước, tiền phòng thì giao lại cho cô đó." Hầu Yên Lam giật mình, liền hỏi, "Ơ, ờ, ngươi đi một mình vậy sao?" Mên ngơ ngác quay lại nhìn vào cô rồi hỏi, "Đúng rồi, không thì sao chứ?" Cô nàng nghe thấy thì mặt đỏ bừng lên, đầu muốn bốc khói, đành cười gượng, xua xua tay chối, "Không, không có gì đâu, công tử ngủ ngon nhé." Đám người vây quanh cũng vì câu này mà gào lên. Mẹ nó, hóa ra là hắn thật sự muốn đi ngủ sao? Hay cả, vậy là bị hắn lừa gạt cả rồi. Thông báo từ hệ thống lại nhảy lên điên cuồng, thu thập thành công 30 điểm phẫn nộ từ Trần Cúc, thu thập thành công 20 điểm phẫn nộ từ Lục Nhân Y. Sau đó cả đám người thấy một cảnh, Giang Bắc đi lên lầu, Bành Hổ tròn tròn đuổi theo sau, hắn còn hô lớn, "Thiếu gia à, đợi ta với." Hầu Yên Lam lòng vui như nở hoa, mặt cũng đỏ lên, nghĩ thầm, "Là mình, nhìn nhầm cậu ta sao? Quả thực là cậu ta quá là đặc biệt." cho đến sáng ngày thứ hai tại tử lâu giang bắc vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài a à, linh khí từ toàn thân vẫn cứ phảng phất xung quanh anh đi ra khỏi phòng bành hổ cũng phấn khích đi theo còn không ngớt lời khen ngợi thiếu gia à đêm qua cậu thật đẹp trai quá đi ta cứ nghĩ là văn võ của cậu không được chứ thật là khiến cho ta mở mắt đi mà hôm nay nhìn lại cậu thật sự đã nắm vững được thôn thiên công pháp và chiến kỹ u bộ rồi đêm qua nhất định là cậu đã nỗ lực luyện tập có phải không mê nghe thế liền giật bắn mình anh trợn tròn mắt gào lên ngươi làm sao mà phát hiện được chứ bành hổ liền chỉ chỉ tay chắc là do cậu vừa mới luyện xong nên không có để ý ban nãy lúc cậu đi tự giác đã xuất ra nhất chiêu bán thức rồi mà giang bắc có chút chột dạ nhìn sang nơi khác thầm nghĩ hóa ra là như thế không sai là ta đêm qua đã luyện tập đó nhưng mà chỉ luyện tập có 3 giây mà thôi anh nhớ lại đêm qua chính mình ngồi trước bảng thông báo của hệ thống vui vẻ trọt trọt vài ba cái cấp kỹ năng lên bành hổ vẫn chưa hết hơi hắn nắm chặt tay cười tươi giói nói nếu đã là như vậy thì chúng ta mau về nhà nói cho lão ra biết được tin tức này đi mê lập tức lắc lắc tay từ chối ngay không 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 giang bắc tiến tới gần bành hổ chọt chọt ngón tay vào cái bụng tròn vo múc míp đang kêu lên ọc ọc anh hỏi muốn về cũng phải lấp đầy ngũ tạng miếu cái đã ngươi với ta còn chưa ăn hai bữa đúng không nghe vậy tên nhóc đành chu mỏ dáng vẻ tội nghiệp than thở nhưng mà lão gia đã thu hết ngân lượng của hai chúng ta rồi mà mê liền nở một nụ cười thâm sâu danh mãnh như mèo. He he he, anh chỉ chỉ tay vào chính mình nói, như thế này đi, nhà của ta là đại gia tộc. Ít nhiều gì cũng có sản nghiệp đúng không? Bành hổ được khai sáng, mắt liền sáng long lanh, nhìn anh với vẻ sùng bái. Đúng rồi, không hổ danh là thiếu gia. Bành hổ tiếp tục nói, nhà chúng ta quả thực có rất nhiều tài sản. Nếu thiếu gia trực tiếp muốn nhận ngân lượng thì chúng ta đi tiền lai like trang đi. Men đưa tay xoa xoa cầm, phân khích nghĩ đến một nơi toàn tiền là tiền. Tiền lai like trang à, nghe cái tên này đã thấy là tiền chảy như nước rồi lẽ nào lại là sòng bạc sao? Thôi kệ đi, hỏi trưởng quỹ vài trăm vạn lạng cái đã. Sau đó thì, sau đó cả chủ lẫn tớ rất tay nhau đi đến một nơi sập sệ, đổ nát, mạng nhện răng đầy. Thậm chí trước cửa còn có một lão ăn xin đang ngồi, một chiếc lá xấu số rơi xuống, đập thẳng vào gương mặt đang tối đen của mình. Anh nóng máu lập tức túng lấy cổ áo bành hổ lai lay, chỉ thẳng vào nơi đó rồi gào lên, chỗ này mà có tiền cái gì chứ, rõ ràng là khu ổ chuột mà. Để phụ họa thêm cảnh nghèo khổ, tàn tạm, người ăn xin kia còn ho lên mấy tiếng khụ 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 bành hổ bị túm áo thì đổ mồ hôi lạnh hắn chu mỏ run run giọng giải thích không nơi này quả thực tên là tiền lai trang mà hơn nữa cũng là nơi gia tộc chúng ta có thể thu tiền thuê nhà nhóc mập nhân nhó bị túm áo đến đỏ mặt toát mồ hôi hắn giơ hai tay tiếp tục kể lại sự tình sau đó một số đại gia tộc và thành chủ chiếm lấy vùng đất này cho đám lưu dân và nông dân thuê sau đó thường xuyên thu tiền thuê và thuế năm nay hạn hán nghiêm trọng mà hơn một tháng rồi họ chưa trả tiền thế nên nhóc mập bành hổ càng giải thích giang bắc càng đen mặt anh nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một vậy chúng ta đến đây để bắt nạt những người nông dân lương thiện này và buộc họ phải giao tiền ra hay sao bành hổ hoảng hốt sợ chết gào lên van xin thiếu gia bớt giận bỗng từ con ngõ khuất vang lên một tiếng mắng mỏ tiện nhân hai từ này rơi vào tai cả chủ lẫn tớ khơi dậy sự tò mò của bọn họ bên kia thượng quan tiểu thư thượng quan minh châu đang đen mặt cau gắt túm tóc một cô bé nhỏ xíu à ta mắng mày vậy mà dám dùng nước bẩn hắt lên váy của tao sao con bé bị túm đau khóc lóc van xin hu 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 ta không có cố ý mà bé trai đứng bên ngoài lo lắng nhìn cô bé đang bị túm tóc khóc dương dức vội vàng giải thích đây không phải là nước bẩn đâu đây là ad nước suối mà chúng ta đã lấy về từ cách đây mười dặm đó thượng quan minh châu tuyệt tình đưa tay hất văng thằng nhỏ còn quát lên tao để cho mày nói chưa hả bé gái bị túm đầu lo lắng nhìn anh trai mình bị hất văng hô lén một tiếng con ả à thượng quan minh châu tán tận lương tâm đến độ ả à nắm lấy mảnh sành vỡ từ lưu nhỏ đựng nước nói với bé gái trong tay tỷ tỷ ta cũng là người biết đạo lý ả à đưa mảnh sành lên trước mặt con bé ham dọa mày làm bẩn quần áo của tao thì tao sẽ vẽ hoa lên mặt của mày đứa trẻ hoảng sợ khóc dựng dứt con bé sợ đến trợn tròn mắt khóc òa lên van nài đừng đừng mà bất ngờ có giọng vang lên con lợn béo kia ả à nghe thấy liền giật mình ngẩng lên cũng là cắt đứt hành vi đó giang bắc lao đến anh tung một cước vào mặt con ả à béo núc ních vừa xấu người vừa xấu nết kia con mắng mau cút ra khỏi bé gái cho ta mau ả à ta bị đá đến méo mặt văng ra xa thượng quan minh châu văng xa cả mét vừa lông cồm bò dậy từ mặt đất vừa ôm cái má sưng phù hét lớn là ngươi giang bắc bên hai tay chống hồng bắt đầu lừa mình dối người ai ia à ta không phải cố ý đâu mà bên tiếp tục khoanh tay gương mặt đắc ý cười khẩy rồi nói tiếp chẳng qua là ta vừa mới nhìn thấy một con yêu chư đang mắng một tiểu cô nương từ xa nên là nhịn không được nên mới trượt cái chân vậy đó. Lời nói của Giang Bắc đã thu thập thành công 166 điểm phẫn nộ từ thượng quan Minh Châu, cũng thành công khiến gương mặt con ả à tranh chua này tối sầm lại, lập tức gào lên như lợn bị chọc tiết, ngươi dám nói ta là yêu chưa à? Giang Bắc còn tiện thể lấy ra một chiếc gương, tươi cười vừa soi vào mặt thượng quan Minh Châu vừa châm chọc đúng thế ngươi nhìn này, giống ghê không? Quả thực hình ảnh ả phản chiếu trong gương cũng một chín một người với heo, thượng quan Minh Châu giận đến run người. Màn hình hệ thống lại hiện lên thông báo, thu thập thành công 366 điểm phẫn nộ từ Thượng quan Minh Châu. Thượng quan Minh Châu tức giận đứng phát dậy, một tay nắm chặt, một tay ném chiếc gương xuống đất vỡ tan tành, gào mùng quát. Cái tên phế vật không có tu vi như ngươi, mà còn dám đánh mắng ta sao? Giang bác trả mảy may quan tâm, hai tay để sau đầu ung dung quay lưng bước đi nói. Ta cũng chỉ là nói thật lòng mà thôi, màn hình hệ thống lần nữa xuất hiện vẫn là thông báo đã thu thập thành công 166 điểm phẫn nộ từ Thượng quan Minh Châu. Giang Bắc đi tới, ngồi xuống trước mặt hai cậu nhóc vẻ mặt hiền lành, xoa đầu cậu nhóc hỏi nè nhóc à em nói xem con mụ yêu chư này là người như thế nào mắt cậu nhóc cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh ngập ngừng nói cái này giang bác thấy vậy nở nụ cười trấn an cậu nhóc nhẹ nhàng động viên đừng sợ có ta bảo kê cho nhóc rồi cậu nhóc mở to đôi mắt ngây thơ dương dương lệ nhìn vào mắt giang bác cô em gái nhỏ nắm lấy áo cậu nhóc cậu nhóc cúi mặt xuống vừa xoa đầu em mình vừa nói thượng quan tỷ tỷ thường xuyên đến thôn này mặc dù không phải là người thu tiền nhưng rất thích thượng chân hạ cẳng với bọn em. Ba của bọn em chỉ trừng mắt một cái mà bị cô ta chọc mù luôn rồi, nghe đến đây ánh mắt Giang Bắc trở nên vô cùng lạnh lùng, sắc bén, lông mày cũng cau lại, anh thầm mắng, đúng là cái thứ lòng dạ rắn rết mà. Bên này cậu nhóc nắm chặt tay, lấy hết can đảm nói lớn, "Cô, cô ta là kẻ xấu." Giang Bắc cũng không tiếc lời khen ngợi, "Nói hay lắm. Quỷ lợn là gì mà xấu xí từ trong ra ngoài, cái thứ mà ai ai cũng phải vừa kêu vừa đánh không phải là chữ yêu thì là cái gì chứ?" thượng quan minh châu nghe thấy thế giận đến xanh mặt tức đến run run người nhưng không cãi lại nổi chỉ lắp ba lắp bắp có vài tiếng các các người con ả tranh chua kia vô cùng tức giận nhưng vì đánh không lại tên đầu sỏ giang bắc nên chỉ đành dùng hết sức lực tung quyền vào hai đứa nhóc con cũng vừa hét lên con mẹ nó tên phế vật ta phải đập các ngươi một trận mới được hai đứa trẻ sợ hãi run rẩy ôm lấy nhau đúng lúc này hệ thống thông báo nội đắc bên trên ghi rõ tên giang bắc đẳng cấp tu luyện tụ khí lục tầng có thể thăng cấp công pháp thôn thiên công pháp hai tầng chiến kỹ hồn trưởng hai tầng u bộ hai tầng điểm tức giận 120. một bóng trắng lao vút đi với tốc độ ánh sáng thượng quan minh châu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra giang bắc toàn thân giải phóng linh lực vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ lên tiếng người tức giận phải là chúng ta mới đúng chứ giang bắc dùng toàn bộ sức lực nắm lấy vai con ả à. anh ép cô ta quỳ xuống đất trước mặt hai đứa nhóc sức lực lớn đến mức làm nứt toát lún cả một mảng đất không để thượng quan minh châu kịp phản ứng giang bắc đã đe dọa nếu mụ yêu chư như cô còn có lương tâm thì bây giờ mau mau đưa ra lời xin lỗi đàng hoàng với hai đứa trẻ này đi con ả à giận đến mặt mày méo mó đen thui người run run lên vậy mà vẫn ngoan cố quay lui nhìn mên nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ đáp trả đừng có mơ các người không xứng giang bắc nghe thấy thế tức giận cau mày nghiến răng dùng toàn bộ sức bình sinh thẳng tay tát vào gương mặt tròn trịa núng nính mỡ của thượng quan minh châu vừa tát vừa mắng này thì không xứng có mà ngươi mới không xứng làm người thì có động tác nhanh đến mức làm cho cô không kịp trở tay. Thượng quan Minh Châu hai mắt rưng rưng, hai tay ôm lấy bên mặt xương vù, đỏ chót như bị tổ ong vò vẻ đốt của mình. Toàn thân run run, bất ngờ lắp bắp hỏi Giang Bắc, "Ngươi, từ khi nào mà có tu vi thế hả?" Giang Bắc chẳng thèm quan tâm, lấy tay tát nốt bên má còn lại của Thượng quan Minh Châu, khiến ả ta phun cả nước ra, anh còn hỏi vặn lại, "Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Ngươi là cái thá gì?" Giang Bắc được đà vừa đánh vừa mắng, cái loại xấu xí mở mồm ra là dọa người ta phải cho nhà ngươi vài cú đấm để chỉnh sửa lại dung mạo của người mới được. Cùng lúc hệ thống báo thu thập thành công 266 điểm tức giận từ thượng quan Minh Châu. Giang bác còn chưa hả giận, anh tiếp tục chủ trì công đạo cho hai đứa nhóc, công bằng mà nói nguyên tắc của ta là không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là con người mà. Nói rồi hệ thống lại tiếp tục thông báo thu thập thành công 366 điểm tức giận từ thượng quan Minh Châu. Mê mắng một câu lại muốn mắng thêm một câu, anh gào lên, không có tiền thì bị ngươi sỉ nhục, không có tu vi thì có thể bị ngươi ức hiếp hay sao? hai anh em đứng một bên chứng kiến hết thảy ánh mắt lấp lánh đầy sao toát lên vẻ ngưỡng mộ sùng bái cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía giang bắc tán thưởng wow vị ca ca này tỏa sáng giống như ánh sáng của đấng cứu thế vậy giang bắc thừa thắng xông lên không hề thương hoa tiếc ngọc thẳng tay đánh cho thượng quang minh châu ngã sấp mặt xuống đất cũng trượt xa thêm một đoạn đoan chính nói tiếp một trưởng cuối cùng này là chính cái mũi lợn của ngươi nhé nhớ đánh giá năm sao cho ta đó thần màn hình hệ thống cùng lúc đó hiện lên thông báo thu thập thành công 666 điểm tức giận từ thượng quan Minh Châu. Ánh sáng lấp lánh của người tốt tỏa quanh người Giang Bắc, cậu nhóc phấn khích nắm chặt tay, cười tươi giói, hết lời khen ngợi, ca ca thật là lợi hại quá đi. Giang Bắc tươi cười vui sướng, gãi gãi đầu bảo, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thượng quan Minh Châu nhìn khung cảnh trước mắt cả người run lên vì giận, xung quanh cũng tỏa ra không khí âm u đen xì đến đáng sợ, tức giận chửi bới, con mẹ nhà ngươi. À ta nhìn Giang Bắc, điên tiết nói, a, à, ta sẽ không bỏ qua cho nhà ngươi đâu. Giang Bắc bên này nghe thấy lời đe dọa này, gương mặt bỗng trở nên âm u, đáng sợ. Anh cau mày hỏi, cái gì cơ? Với chiêu vì ngươi làm đẹp trưởng của ta vẫn còn chưa hài lòng sao? Hay là ta có nên bổ sung cho vài phát nữa nhỉ? Thượng quan Minh Châu nghe xong, toàn thân đều run run, mặt mày đã méo mó nay còn biến dạng hơn, rồi khóc òa à lên chảy cả nước mũi. Vừa quay người chạy đi, vừa khóc hu hu oa oa, bàng hổ thấy như thế thì đưa tay lên che mặt, có hơi lo lắng, hỏi nhỏ thiếu gia nhà mình. Thiếu gia à, cô ấy là thiên kim của gia đình thượng quan đó có phải chúng ta đã đi quá xa rồi phải không đó giang bắc chẳng mấy để tâm anh cục mắt cười nói cứ yên tâm đi bây giờ công lực của ta đã tăng lên rất nhiều đến lúc mà lão gia gặp lại thì chắc chắn sẽ không sao đâu bàng hổ vẫn không hết lo lắng bấu chặt tay mình ngập ngừng nói nhưng mà không kịp để bàng hổ nói hết câu cậu nhóc lên tiếng gọi ân công ca ca. cậu nhóc vẻ mặt nghiêm túc vỗ tay lên ngực mình hùng hổ nói lớn chuyện ngày hôm nay là do đệ với muội muội gây ra nếu như có chuyện gì, hãy cứ đến tìm bọn đệ. Giang Bắc vui vẻ tiến tới véo hai má của cậu nhóc, vừa véo vừa nói, nhóc đừng có nói rằng nhóc sẽ chịu trách nhiệm đó, ta không hề nhát để yêu cầu một đứa nhóc làm việc này đâu. Cậu bé nghe vậy giận dỗi đáp lại, ta không phải là một đứa nhóc, cho dù huynh là ân nhân công, thì cũng không được coi thường ta đâu. Ngay lúc này màn hình hệ thống hiển thị thu thập thành công 6 điểm dẫn dữ từ nhị đàn. Giang Bắc hai tay chống nạnh, vừa nhìn xuống phía lu nước bị vỡ, vừa nói, cũng là một hán từ đó, nhân tiện, lu nước của hai nhóc bị vỡ rồi, nhóc có phải đổ đầy nước lại không nó? Cậu nhóc vừa nhìn về phía xa vừa chỉ chỉ tay ý để Giang Bắc nhìn, rồi ngoan ngoãn đáp lại. Vâng, mấy năm nay hạn hán nghiêm trọng, bọn đệ phải đi lấy nước từ Thanh Tuyến Sơn. Giang Bắc vừa nhìn về hướng cậu nhóc chỉ vừa nghĩ, nguồn nước duy nhất thế mà ở xa như vậy, nên là hiệu suất lao động rất thấp, chẳng trách là không đủ dùng. Giang Bắc vừa đưa tay đỡ cầm mặt đam chiêu suy nghĩ, nếu như là ở hiện đại, thì dẫn một đường ống nước là xong rồi. À, đường ống nước sao? Giang Bắc vui mừng nghĩ ra một sáng kiến hay, hớn hở nói: "À có rồi, xây một cái mương có phải là ngon lành không?" Bàng Hổ ở phía sau vô cùng hoảng hốt với lời của thiếu gia nhà mình nói: "Mương nước á? Cái đó thì sẽ tốn rất nhiều ngân lượng đó thiếu gia." Cậu nhóc đứng bên nhìn hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giang Bắc vừa chỉ tay vừa nói với gương mặt vô cùng tự tin rạng rỡ: "Không sai, chúng ta đi tìm lão gia mượn năm vạn lượng trước, vừa làm mương nước vừa tiện sửa đường luôn." Bàng Hổ nghe đến số ngân lượng liền hoảng hốt hỏi lại: "Năm vạn lượng á thiếu gia à? cậu có nghiêm túc không đó? Giang Bắc tức giận bẻ tay răng rắc, quay qua nói với Bàng Hổ, "Đi mau, hạn cho ngươi 15 phút để về nhà lấy tiền và đưa công nhân đến đây đó. Chúng ta cần phải đào mương cho kịp thời vụ trồng trọt đó." Bàng Hổ sợ hãi toát mồ hôi hột nhanh chóng lĩnh chỉ làm theo. "Được ạ, à, thuộc hạ đi ngay." Lúc này vang lên giọng nói trong veo của tiểu cô nương vang lên, "Ông à, ở bên kia kìa." Bên này cô bé đang đỡ một ông lão chống gậy, râu tóc bạc phơ đang run run đi đến. Ông lão tự giới thiệu, "Ta là thôn trưởng của Ngân Lai Trang." vừa nãy nghe nha đầu nói chuyện ông lão chống gậy cúi người xuống với giang bắc nói đa tạ giang công tử đã cứu cháu gái của lão cha của hai đứa nhóc người đàn ông đang quấn băng vải chéo qua đầu cũng cảm động vừa khóc vừa nói cảm ơn ân công đã cứu mấy đứa nhóc của ta giang bắc thấy vậy liền xua tay cười nói đừng khách khí mà giang bắc nửa ngồi nửa quỳ trên đất vừa vạch ra trên mặt đất vừa nói thôn trưởng đến vừa thật đúng lúc ta vừa nghĩ ra một kế hoạch hồi sinh tiền lai like trang đó hai người bên này ngạc nhiên tròn xoe mắt nói như không tin cái gì cơ Thôn của chúng tôi rất nghèo, vẫn có cách có thể thay đổi được sao? Giang Bắc nói tiếp. Mọi người nghe ta nói đây, kế hoạch này sẽ chia làm ba bước. Giang Bắc vừa nói vừa hình dung ra từng bước. Một là đào kênh từ núi Thanh Tuyền gần đó để tưới tiêu đảm bao cho trồng trọt. Thứ hai là mua một số hạt giống trái cây và rau quả mọc vào các mùa khác nhau từ các thôn và các thị trấn lân cận, đảm bảo mỗi mùa đều có đồ thu hoạch. Thứ ba, những lưu dân và người trẻ ở trong thôn sẽ thành lập một đôi buôn bán, rồi bán trái cây và rau quả của bản địa ra ngoài để kiếm được tiền cả nhà bốn người vô cùng vui mừng nhìn về phía giang bắc không tiếc lời khen ngợi tán dương cách này của công tử thật là hay vậy mà trước đây chúng ta không nghĩ ra được cơ chứ giang bắc còn nói thêm còn nữa cái thứ tư là giang bắc mặt mày rạng rỡ đứng dậy đưa số 2 về phía mọi người nói tiếp miễn thuế năm nay hơn nữa bắt đầu từ năm sau chỉ thu hai phần thuế mà thôi bốn người bọn họ lâu thật lâu mới tròn tỉnh vui vẻ reo lên ơ cái này đây là giang đại ân nhân mà ngài quả thực là bồ tát sống của chúng ta mà lão trưởng thôn nghe thấy thế còn rơi nước mắt xúc động muốn quỳ xuống, hu hu hu, giang công tử đại ân đại đức, ta đại diện cho toàn thôn xin quỳ trước ngài một lại. giang bắc thấy thế liền tới đỡ ông lão, lão nhân già, mau đứng lên đi. mà không để ý hai cha con cậu nhóc đang há hốc miệng trợn tròn mắt, giật mình nhìn về cùng một hướng, bỗng một giọng nói vang lên, đợi một chút. theo tiếng nói là một vị công tử khoác trên mình bộ y phục trang trọng đi theo sau là hai người thị vệ. vị công tử kia vừa mở miệng đã mắng, tên giang bắc phế nhân kia. Vị công tử kia chính là Lương Hợp Xuyên tụ khí cửu giai. Lương Hợp Xuyên một tay chống hông cao may hỏi: "Ngươi nói giảm thuế là giảm thuế sao?" Giang Bắc bên này mặt đờ ra tay gãi gãi mũi của mình hỏi: "Tên nhóc này là ai thế?" Ông lão đứng bên cạnh cậu run run nói nhỏ: "Cậu ta là nhị công tử Lương gia trong tứ đại gia tộc." Lương Hợp Xuyên đó. Câu hỏi của Mên khiến Lương Hợp Xuyên bên này tức tối sầm mặt. Tức thì, hệ thống hiện lên thông báo thu thập thành công 66 điểm tức giận từ Lương Hợp Xuyên. Lương Hợp Xuyên tức giận, mặt mày âm u đáng sợ. Cao mày nở nụ cười quái dị nói nghe trần cúc huynh nói ngươi cũng khoa trương lắm vừa nãy ta còn không tin nhưng giờ thì xem ra ngươi cũng to gần đó giang bắc bên này tỏ vẻ như đã nhận ra mặt bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội nói hóa ra ngươi chính là bạn tốt của tên lòi chỉ huynh đó à lương hợp xuyên sau khi nghe giang bắc nói tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi mắng anh quả nhiên ngươi đúng là heo chó không bằng hệ thống cũng thông báo thu thập thành công 166 điểm tức giận từ lương hợp xuyên lương hợp xuyên không thể kìm nén được sự giận dữ vận hết thể linh lực dùng hết toàn bộ công lực tung chiêu thức về phía giang bắc vừa lao đến vừa quát tên phế vật ngươi chán sống rồi à giang bắc vừa hay mới chọn công pháp u bộ và hồn trưởng nên bắt đầu vận công nguồn linh lực mạnh mẽ được phóng ra hội tụ thành quả cầu nhỏ nơi lòng bàn tay anh đắc ý mỉm cười nguy hiểm thầm nghĩ nhân cơ hội này vừa lúc mình đang muốn thử chiến kỹ mới luôn giang bắc nhanh nhẹn tránh được chiêu thức của lương hợp xuyên nhanh đến mức mà tàn ảnh để lại chỉ vào một vệt trắng sạch ngang khiến tên lương hợp xuyên cũng phải choáng ván nghĩ thầm nhanh thật đó giang bắc đã phóng đến đằng sau tên kia tự lúc nào anh nở nụ cười đắc ý ánh mắt đầy sự hiếu chiến bàn tay chuẩn bị tung trưởng về phía sau lưng lương hợp xuyên gã ta cứ mãi nghĩ không tập trung để ý cuối cùng đã lãnh chọn một trưởng mạnh như trời của giang bắc hắn ta đau đến nghiến răng một trưởng của giang bắc làm lương hợp xuyên bị đánh bay ra xa cả chục mét nhưng vì vẫn là người có võ công nên tư thế đáp đất chỉ bị khuỵ xuống đất chút ít gã ta nhìn anh đầy vẻ đề phòng không còn cợt nhã gã thầm nghĩ vài ngày không gặp không ngờ tên phế vật này lại tiến bộ nhanh như vậy lương hợp xuyên cau mày gương mặt âm u vẫn dáng tỏ vẻ tự tin cuôn ngầu ừ chẳng qua chỉ chưa đợi hắn nói hết câu đã có tiếng hét vang lên cắt ngang lời đá biến thái lương hợp xuyên không hiểu chuyện gì xảy ra quay qua hỏi người hầu bên cạnh mình hỏi thử hả cái gì biến thái thế con nha đầu đó nói cái gì thế ta sao lại người hầu bên cạnh mới bối rối đưa tay che miệng nói nhỏ thiếu gia mau nhìn phía dưới kìa bên này cậu nhóc vừa lấy tay che mắt em gái mình vừa nói muội muội không được nhìn mau nhắm mắt lại đi lương hợp xuyên nghe tên người hầu nhà mình nói vậy nhìn xuống thì thấy y phục của mình rách đúng ba chỗ đặc biệt tế nhị thấy thế hắn tá hỏa vừa ngượng đỏ mặt vừa tức giận hét lên đây là cái chuyện gì chứ giang bắc bên này đưa tay che miệng cười đầy chăm chọc nói he he thật không ngờ lương công tử lại có sở thích như vậy à lương hợp xuyên nghe thấy thế càng thêm tức giận hét lên với men đây rõ ràng là ngươi làm mà. Giang Bắc đưa tay lên ngoái mũi, mặt mày tỏ vẻ không phải lỗi của mình. Đáp trả, ai bảo ngươi lại di chuyển trong khi ta đang xuất chiêu cơ chứ? Hệ thống cũng hiện thông báo thu thập thành công 388 điểm tức giận từ Lương Hợp Xuyên. Lương Hợp Xuyên như một cơn gió vừa che lại chỗ rách trên người vừa lao vun vút đi, nghiến răng nói, bíp bíp, hôm nay coi như không quen biết với ngươi. Chúng ta đi, Giang Bắc lại mỉa mai hỏi, ơ, ờ, chẳng phải ban nãy ngươi đòi giáo huấn ta cơ mà, thế chuyện thu thuế cứ bỏ qua như vậy à? lương hợp xuyên tức muốn xì khói chỉ thẳng tay vào mặt giang bắc giang bắc ngươi đừng có mà không biết điều giang bắc tay chống hồng vẻ mặt đầy khiêu khích hỏi ha lúc này còn dám nói chuyện với cha ngươi như vậy à anh mừng thầm điểm tích phân của mình sắp đi mất rồi lúc này màn hình hệ thống cũng thông báo thu thập thành công 158 điểm tức giận từ lương hợp xuyên lương hợp xuyên đen mặt phản bác ngươi có phải cha ta đâu gã chưa kịp nói hết câu giang bắc đã bóp hai má của hắn nói ừ giang bắc dùng sức bóp chặt hai má của hắn hơn nữa đến mức đỏ tấy mặt mên âm u cười cười nói hôm nay ta sẽ thay cha ngươi mà dạy cho ngươi bài tam tự kinh liệu mà nhớ cho kỹ đó giang bắc vung tay một phát làm cho lương hợp xuyên phụt hết cả nước trong miệng ra cười nói trẻ không dạy lỗi của cha lão quản gia ngồi khom bên dưới ngước lên nhìn giang vạn quán cung kính nói lão già thiếu gia không những để thăng tu vi vậy mà còn học được hồn trưởng nữa kìa bên phía trận ẩu đà kia lương hợp xuyên bị đánh thì gào mùng lệ tên khốn này ngươi dám đánh ta sao Giang Vạn Quán nhìn thấy cảnh này ngơ ngác, nhíu mày ngẫm nghĩ, mới chỉ qua có một đêm, vậy mà thằng nhóc này từ người phàm không có tu vi lại mở ra khí cảnh rồi. Đỗ quản gia toát mồ hôi nhìn Giang Bắc bên kia đánh người hang say, vui vẻ, vội báo tin, vô dĩ nghe tin thiếu gia muốn ngân lượng, ta còn tưởng rằng cậu ấy lại gây chuyện, dọa chúng ta phải vội vã đến đây, đúng đó, thật không ngờ nó lại cho chúng ta cái kinh hỉ như thế này. Rồi ông cũng có chút không yên, lên tiếng nhắc nhở, cơ mà nhị công tử lương gia sắp không chịu nổi nữa rồi, Ta phải xuống ngăn lại mới được, Giang Vạn quán ngăn đỗ lão lại, nói: "Đợi đã, có người tới kìa." Mên bên này đánh đến vui vẻ, Nhất chân sút lương hợp xuyên như trái bóng, còn mở miệng châm chọc: "Sao lại không nói năng gì thế? Lên lớp mà ngủ gật thì không phải là học sinh ngoan đâu." Gã ta bị đá văng xa đến tận vài mét, la Loren oai oái: "Ái ui." Bỗng một lão già từ xa đi tới, còn mắng to: "Tên súc sinh, mau dừng tay lại." Giang Bắc nhíu mày, anh cắn chặt răng, thầm than: "Oái uy áp thật là lớn." Đồng thời, hệ thống nhảy lên thông báo, thu thập thành công 888 điểm tức giận từ Lương Văn Tề. Lương Văn Tề lao đến, túm Lương Hợp Xuyên lao đi, Mên chỉ nhìn theo, chứ không ra tay ngăn cản. Anh nghĩ thầm, trông dáng vẻ bên ngoài thì có vẻ là cha Lương Hợp Xuyên rồi. Anh nhìn cặp cha con kia, cuối cùng vẫn lên tiếng, Lương Thúc à, đứa cháu trai này không nói được tiếng người, cháu giúp Thúc dạy dỗ hắn rồi đó. Giang Văn Tề thả thằng quý tử mặt mày giờ như đầu heo kia xuống đất, ông ta quay lại, Lương Nguyết nhìn Mên còn lên tiếng cảnh cáo giang thiếu gia hà cho dù khuyển tử không biết ăn nói nhưng cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ nó đâu giang bắc cũng mặc kệ thái độ kia anh từ tốn nói cháu luôn nói chuyện lý trí mà nếu chỉ vì cãi vã bình thường thì cháu sẽ không bao giờ ra tay đâu cơ mà cháu ra tay dạy dỗ như thế này thật ra cũng chỉ vì phòng vệ mà thôi à vừa nói nên vừa trọt trọt vào màn hình hệ thống khung chắc xuất hiện nội dung bên trên là hệ thống phẫn nộ tên giang bắc đẳng cấp tu luyện khai huyệt cảnh hai tầng lương văn tề cau chặt mày nhăn nhó mím chặt môi lửa nguyết lão ta phóng ra linh lực với uy áp cực đại trên không trung còn xuất hiện hư ảnh một con ưng đỏ rực miệng thì gào lên thằng nhóc giang ra kia đừng có hiếp người quá đáng hệ thống cùng lúc báo tin thu thập thành công 888 điểm tức giận từ lương tề văn giang bắc đưa tay che khói bụi văng tứ tung vì uy lực của lão anh cắn chặt răng mắng thầm đệt miệng tiếng thách của vị đại thúc này thật là ghê gớm quá đi nếu như không tăng tu vi lên thì chắc bây giờ nội tạng của mình đã vỡ nát rồi. Nhưng Mên lập tức vui vẻ trở lại, anh cảm thán, cơ mà điểm tức giận của vị cao thủ này cũng quá là kinh khủng đó chứ, phải hớt phát cuối rồi té thôi. Giang Bắc với gương mặt gợi đòn, tay còn ngoắt ngoắt như gọi chó, trêu chọc, cháu chính là bắt nạt nó đó, thì làm sao, túc định đánh cháu à. Đổ lão nghe sợ đến trợn trắng mắt, toát hết mồ hôi lạnh, toàn thân uốn éo, quáng quéo than, thiếu ra thật là ngông cuồng, đối với cường địch mà dám nói như thế sao. Giang vạn quán cũng chán nản, đưa tay che mặt thở một hơn, nghĩ bụng, vậy mà còn nói muốn nó chịu khổ tí để học hành thành người, con mẹ nó lại khiến mình đau đầu nữa rồi. Mên thành công mỉa mai được lương văn tề, lão điên tiết, cười gằn lên, ha 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 ha, hệ thống cùng lúc báo, thu thập thành công 888 điểm tức giận từ lương tề văn. Linh lực phát ra càng lúc càng bạo, ảo ảnh của con ưng kia càng đỏ rực rỡ, sắc nét hơn, ông vừa giang hai tay lên khâu chung, vừa gào thét, ngươi chết chắc rồi đó. Lương văn tề phất mạnh tay, tung ra huyền ưng trưởng, con ưng kia lao đi vun vút xe gió bay đến chỗ giang bắc mên vội vừa né vừa hỏi oé đây là cái gì chứ lão già kia thấy hành động của anh thì mỉa mai hỏi muốn chạy trốn à linh lực càng phát bạo đỏ chót cả một vùng quả cầu lửa lao vun vút về phía mên khiến anh trợn mắt mắt ha hốc mồm mắng địch miệng lão tặc vô sỉ lại còn thế này nữa sao phải thoát khỏi đây thôi à giang bắc quay lưng lại lấy tay ôm người gào lên thẳng thốt phải thoát khỏi đây thôi à một trưởng kia lao đến nháy mắt đã nổ tung lương văn tề ngứa người bàng hoàng thu lại linh lực cũng vừa nghĩ ngợi vậy mà trong nháy mắt có thể phá được huyền ương trưởng của mình sao lão ta nhìn về phía bên thầm nghĩ chắc hẳn là có cao thủ mạnh hơn mình rất nhiều đang ở gần đây rồi giang bắc bên này nhẹ nhõm anh sờ sờ khắp cả người kiểm tra xem mình có thiếu chỗ nào không thấy ổn thì thở phào mình không sao à lão lương văn tề không nhanh không chậm thu lại khí tức rồi gọi lớn giang bắc anh ngước lên nhìn lão sau đó thầm nghĩ bụng Ông nguy cơ đã được giải rồi sao nhìn dáng vẻ của ông ta thì chẳng lẽ ông già đã sắp xếp cao thủ bảo vệ mình rồi sao rồi lần nữa cười lên nếu đã là như vậy lương văn tề bên này chỉ tay vào mặt mên dở giọng bề trên trịnh thượng nói nếu hôm nay người mau mang quả tạ tội với khuyển tử thì lương gia ta bằng lòng bỏ qua cho người đó lương hợp xuyên nghe thấy thì muốn cản ông ta lại cha à, như vậy sao có thể được thể diện của con